Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự trưa thứ ba, ngày 20 tháng 7 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, một nguồn tin không chính thức đã cho chúng tôi biết rằng cuối tháng 7 năm 2021, tức là sau khi Quốc hội Việt Nam kết thúc kỳ họp lần thứ nhất của Quốc hội khóa 15, thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin sẽ có một chuyến thăm tới Việt Nam và hai quốc gia Đông Nam Á khác, đó là Singapore và Philippines. Thưa quý vị, một cái điều quan trọng là, theo giới phân tích, chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Austin được coi là dọn đường cho một nhân vật cấp cao trong Nhà Trắng sẽ sang thăm Việt Nam trong cuối năm 2021, và người đó có thể là Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden. Và đó là lý do tại sao dư luận quốc tế cũng như dư luận ở Việt Nam, người ta đang mong chờ một cái sự phát triển quan hệ Việt-Mỹ sẽ được bước lên một cái tầm cao mới. Thưa quý vị, vẫn theo giới phân tích, Trung Quốc hiện nay là một cái đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ đứng ở vị trí thứ hai, bởi vì chính quyền Việt Nam họ mong muốn dựa vào Hoa Kỳ để tránh cái sự phụ thuộc quá mức vào Trung Cộng. Và một cái điều quan trọng hơn là đảm bảo cái sự duy trì cân bằng, được cho là thận trọng giữa các cường quốc trong chính sách đối ngoại. Đó là cái nội dung quan trọng trong bài nói chuyện hôm nay. Tuy nhiên, thưa quý vị, cái quan điểm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính có những cái sự khác biệt, thậm chí được coi là bất đồng trong cái quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Một cái vấn đề thứ hai trong bài nói chuyện hôm nay không thể bỏ qua, đó là vấn đề đại dịch COVID-19 hiện nay. Mà thưa quý vị, như quý vị đã biết, ngày 19 tháng 7 năm 2021, ngay sau khi cái cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ ông Phạm Minh Chính với lãnh đạo thủ đô Hà Nội, thì Chính phủ triệu tập một cái cuộc họp khẩn cấp để thực hiện những cái chỉ thị mới nhất. Và theo đánh giá của ông Phạm Minh Chính trong cương vị Thủ tướng Chính phủ, nhận định tình hình diễn biến cái dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam hiện nay là tình hình rất phức tạp, diễn biến rất nhanh. Đó là lý do các ý kiến của các đại biểu dự hội nghị đã đề nghị Chính phủ cần phải ban hành một cái nghị quyết khẩn cấp về cái vấn đề phòng cũng như chống dịch trên phạm vi cả nước. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, ngày 19 tháng 7 năm 2021, Việt Nam đã ghi nhận cái số ca nhiễm mới là 4.195 ca mắc. Song có một điều đáng chú ý, đó là số ca tử vong tăng lên tới 80 ca. Riêng Sài Gòn số ca tử vong ở mức 70 ca. Song thưa quý vị, theo giới chuyên gia y tế, hiện nay dù cái số ca mắc ở Việt Nam, đặc biệt là ở Sài Gòn, vẫn ở một cái mức 4 con số, nhưng người ta thấy có những cái tín hiệu tích cực là ở Sài Gòn ngày hôm qua số ca nhiễm chỉ còn là 3.074 ca so với 4.692 ca ngày 18 tháng 7. Thưa quý vị, về cái vấn đề con số thống kê, chính quyền Việt Nam theo chúng tôi hình như họ muốn lấp liếm và giấu số liệu, và đó là lý do tại sao ở Việt Nam con số thống kê cho một ngày người ta chia làm hai. Từ 6 giờ tối tới 6 giờ sáng và 6 giờ sáng tới 19 giờ. Đó là cái vấn đề người ta sẽ rất khó theo dõi, đặc biệt dễ tạo ra cho mọi người một cái cảm giác là số con số lây bệnh nó ở cái mức trên dưới 1.000 ca mà thôi. Nhưng thưa quý vị, chỉ một vài ngày sau thì mới hiện lên những cái số cụ thể chính xác về con số nhiễm bệnh ở trong này cũng như con số tử vong. Thưa quý vị, liên quan tới cái vấn đề đại dịch COVID-19 thì một cái sự kiện nóng của ngày hôm qua 19 tháng 7 đó là việc một lãnh đạo, cụ thể là Phó Chủ tịch Phường Vĩnh Hòa ở thành phố Nha Trang đã nói với người dân rằng bánh mì không phải là lương thực, và người lãnh đạo này đã bị lãnh đạo thành phố Nha Trang Khánh Hòa đã đình chỉ công tác và đang xem xét kỷ luật. Thưa quý vị, sự thể thì quý vị cũng đã rõ, bởi vì trong một cái clip khoảng 9 phút do chính ông Phó Chủ tịch Phường này quay
thì có một thanh niên đi mua bánh mì gặp với chốt kiểm soát của phường Vĩnh Hòa và cán bộ phường đòi tịch thu giấy tờ và xe máy của người thanh niên này. Và thưa quý vị, chuyện nó chẳng có cái gì nếu như trong cái clip của vị lãnh đạo phó phường này thì có các cái hình ảnh cho thấy cán bộ phường đã chỉ vào mặt đòi bắt nhốt thanh niên kia. Thậm chí cán bộ phường nói với anh thanh niên kia là: "Mày, thằng này ở trên núi xuống có đúng hay không?" Trong lúc đó người thanh niên kia đã nhiều lần trình bày lý do và chỉ xin lại giấy tờ để tiếp tục đi làm, nhưng cán bộ phường không cho. Có một cái điều đáng chú ý, đó là ông phó chủ tịch phường đã chỉ đạo giữ giấy tờ tịch thu xe của anh thanh niên, bởi vì lãnh đạo phường cho rằng bánh mì không phải là vấn đề thiết yếu. Cụ thể là anh thanh niên đó đã chỉ vào một cái túi bánh mì và nước lọc treo ở ghi đông xe máy và nói rằng bản thân anh ta mua đồ ăn, nên không có gì vi phạm. Tuy nhiên cán bộ phường, cụ thể là lãnh đạo phường, đã nói đồ này, tức bánh mì, không phải là đồ thiết yếu. Anh mua đồ ăn mà thiết yếu cái gì? Ông mua bánh mì mà thiết yếu cái gì? Sao anh thanh niên kia vẫn không chịu và nói: "Mấy anh làm gì mà bắt em, mà giữ giấy tờ của em?" Thưa quý vị, ông phó phường ông ấy nói với anh thanh niên là: "Vậy hả, tao giữ xe của mày, để rồi xem mày đi kiện ai, nghe không? Ok." Thưa quý vị, cái vấn đề nó rất nhỏ, chỉ là những cái sự hiểu sai, nó làm cái vấn đề không quan trọng. Nhưng ở đây chúng tôi lưu ý một cái thái độ của cán bộ phường cũng như một phó phường, cụ thể là phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. Có những cái thái độ gọi người dân là mày tao, chỉ mặt người dân, đó là những hành động của xã hội đen chứ không phải của một cái lãnh đạo chính quyền. Và thưa quý vị, những cái vấn đề đó là một cái vấn đề về lâu dài, nó tương đối hệ trọng vì nó liên quan tới sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì người dân Việt Nam hiện nay, người ta đã khổ vì đại dịch Covid-19, lại gặp những cái thảm họa, đó là sự đối xử, sách nhiễu, thậm chí với mục đích vòi tiền của một số nhân viên công lực. Đó là những vấn đề người ta nói. Rồi tới một lúc, chống dịch kiểu như vừa kể, chưa chắc người dân Việt Nam đã chết vì bệnh Covid-19, mà kiểu này người ta sẽ chết đói, chết vì uất ức. Và người ta còn nhắc rằng, mọi người học sử đều biết rằng, chính quyền Việt Minh trước đây nhờ nạn đói năm 1945 mà họ cướp được chính quyền. Vậy bây giờ, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt chính quyền địa phương, họ có muốn thêm một cái cách mạng năm 1945 nữa hay không? Rồi người ta tuyên bố tới lúc những lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam từ trung ương tới địa phương, người ta sẽ phải trả giá về những cái hành động coi thường nhân dân. Đặc biệt trong cái đại dịch Covid-19, họ tìm cách moi tiền trên nỗi khổ của người dân. Thưa quý vị, liên quan tới bài nói chuyện bữa trước, chúng tôi có đề cập tới một tình trạng do mâu thuẫn nội bộ giữa các cái phe cánh, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Và điều đó có những cái bằng chứng chứng minh cho thấy có những cái chính sách, những cái quyết định mang tính phá nhau. Và điều đó chắc chắn ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của người dân, đặc biệt là người dân Sài Gòn. Đó là lý do, thưa quý vị, người ta đòi hỏi cần phải tìm ra kẻ nào là kẻ trực tiếp gây ra sự đứt gãy chuỗi cung ứng thực phẩm tại Sài Gòn trong những ngày qua. Thưa quý vị, theo giới phân tích, bằng những con số và phân tích thuyết phục, báo chí cũng như mạng xã hội trong những ngày qua đã phải kêu lên rằng cái chuỗi cung ứng thực phẩm tại Sài Gòn đã bị người ta phá nát, và kết quả là chuỗi cung ứng ấy đã đứt gãy. Và cái sự đứt gãy của chuỗi cung ứng thành thực phẩm của một cái thành phố khoảng 10 tới 12 triệu dân đã khiến cho dân chúng Sài Gòn, một thành phố lớn nhất ở Việt Nam hiện nay, chao đảo trong 10 ngày vừa qua. Một cái câu hỏi đặt ra là tại sao Thủ tướng Phạm Minh Chính trong một cái phiên họp khẩn cấp ngày 19 tháng 7 năm 2021 tại Hà Nội đã nói tại sao thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành ở phía Nam, người ta đã có những cái chỉ thị nghị quyết dẫn đến việc xảy ra ách tắc trong vấn đề vận chuyển cung ứng hàng hóa, rồi người ta đẻ ra rất nhiều những cái gọi là giấy phép con. Và đó là lý do tại sao
chuỗi cung ứng lương thực thực phẩm ở thành phố Sài Gòn đột ngột giảm năng lực tới 70% so với trước khi phong tỏa. Và một cái nguyên nhân rõ ràng như quý vị đã biết đó là các doanh thương và các cái chợ truyền thống đã bị lãnh đạo Sài Gòn ra lệnh dẹp bỏ. Đó là chưa kể tới những cái việc các cái chỉ thị, nghị quyết họ ngăn chặn lưu thông hàng hóa tại các cửa ngõ về Sài Gòn. Trong khi, thưa quý vị, người ta nói, nếu áp dụng đầy đủ các biện pháp chống dịch, cụ thể là nguyên tắc 5K, thì chợ truyền thống nó không chỉ thua kém mà nó còn ăn đứt các cái siêu thị, đó là những không gian chật hẹp và có máy lạnh. Và điều đó là một cái môi trường hết sức thuận lợi cho việc virus corona phát triển. Vậy tại sao ban lãnh đạo Sài Gòn căn cứ vào đâu lại dẹp những cái chợ truyền thống, thậm chí kể cả những cái chợ đầu mối cung cấp thực phẩm cũng bị dẹp đi để thay vào đó là những cái siêu thị thì không bị dẹp? Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Minh, không cần cái tư duy 4.0 hay 5.0 mà những cái kẻ có tư duy kiểu 1.0 như tay cán bộ lãnh đạo phường ở Nha Trang nói rằng bánh mì không phải là lương thực thì cũng phản ánh khả năng tư duy cũng như trình độ của lãnh đạo thời này. Và đó là lý do nhà báo Ngọc Minh cho rằng chỉ có hai lý do: hoặc họ ngu ngốc, hoặc họ trục lợi, hoặc họ vì lợi ích nhóm của họ mà có những cái quyết định sai trái. Đó là lý do theo nhà báo Ngọc Vinh cần phải xử lý giám đốc Sở Công Thương thành phố ông Bùi Tá Hoàng Vũ, là một người phụ trực tiếp phụ trách lĩnh vực cung ứng thực phẩm của Sài Gòn, và cần thiết phải cách chức ngay để làm gương cho các cán bộ khác, với một cái lý do rất hợp lý là giám đốc Sở Công Thương Sài Gòn Bùi Tá Hoàng Vũ đã thiếu trách nhiệm gây ra các cái hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới đời sống cũng như tâm lý của người dân Sài Gòn. Và người ta khẳng định nếu như không cách chức đối với lãnh đạo Sở Công Thương Sài Gòn thì Đảng Cộng sản Việt Nam khó có thể khôi phục niềm tin của dân chúng về cái gọi là sự lãnh đạo tài tình sáng suốt trong những cái ngày nước sôi lửa bỏng như hiện nay. Thưa quý vị, hôm nay ngày 20 tháng 7 năm 2021, Quốc hội khóa 15 sẽ tiến hành khai mạc kỳ họp thứ nhất. Và thưa quý vị, theo một cái thông báo của cựu đại biểu Quốc hội, ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện Trung ương, trong một cái nội dung gửi cho chúng tôi, cho biết nếu kết luận 08 của Bộ Chính trị kịp thời và nếu Ban Bí thư quyết định một cái trường hợp đặc biệt theo đề nghị của Đảng đoàn Quốc hội, thì có lẽ tôi, tức đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, sẽ được tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai là đại biểu Quốc hội khóa 15. Tuy nhiên, theo đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, đó chỉ là một cái vấn đề giả định. Và sự thật bản tôi hiểu, bản thân tôi hiểu, tôi cũng như nhiều vị đại biểu Quốc hội khóa 14, trong đó có những vị đã có tới 4 năm nhiệm kỳ gắn bó với nhà Quốc hội, sẽ chấm dứt tư cách đại biểu, người đại diện cho cử tri và nhân dân theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội. Song theo đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, tôi sẽ trở lại làm công việc của một chuyên viên cao cấp, một nhân viên nhà nước, từ nay đến tháng 12 năm 2023, rồi tôi sẽ nhận quyết định nghỉ hưu. Theo đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, như vậy tôi còn gần 2 năm rưỡi nữa sẽ gắn bó với Quốc hội. Thưa quý vị, toàn văn nội dung này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong cái bài bình luận thời sự tối hôm nay. Mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, trở lại cái vấn đề xử lý đại dịch COVID-19 ở Việt Nam. Có một cái thông tin chúng tôi thấy cần phải nêu để quý vị nắm rõ và để tới những cái quyết định của mình trong vấn đề trích ngừa virus corona. Đó là một cái thông báo của BBC Việt ngữ cho biết trong một cái nghiên cứu ở Hồng Kông mới đây, người ta phát hiện ra có một cái khoảng cách đáng kể về lượng kháng thể mà thuốc kháng sinh của Hoa Kỳ và phương Tây cũng như vaccine bất hoạt nó có thể tạo ra chống lại cái virus corona. Song một cái điều quan trọng cho thấy mức độ kháng thể của những nhân viên y tế ở Hồng Kông là các đối tượng đã được tiêm đủ liều mRNA của cái vaccine Pfizer
Nó cao hơn gấp 10 lần so với những người chích vaccine bất hoàn từ Sinovac hay Sinopharm của Trung Quốc. Chúng tôi nói để quý vị thấy rằng cái đòi hỏi của quý vị có quyền lựa chọn vaccine sử dụng cho mình và lý do tại sao quý vị phải kiên quyết không sử dụng cái vaccine Sinovac hay Sinopharm của nhà sản xuất Trung Quốc. Thưa quý vị, trong cái tình hình đại dịch đang lan rộng với cái tốc độ lây lan kinh khủng. Trước đây chúng tôi có nói với quý vị rằng cái việc lây lan từ người mắc bệnh sang người không mắc bệnh trong trường hợp không có khẩu trang là 15 giây. Nhưng bây giờ những cái nghiên cứu mới nhất cho biết nó có thể lây nhiễm qua nhau trong vòng 2 giây đồng hồ. Đó là những cái ý kiến của bác sĩ Cao Xuân Minh từ Sài Gòn khuyến cáo mỗi người chúng ta. Theo đó các bạn phải biết sợ. Theo bác sĩ Cao Xuân Minh, nếu có một cái sự tương đồng nào đó để so sánh, tôi thích chọn Thái Lan, Malaysia để so sánh với Việt Nam chúng ta. Thái Lan, họ có dân số khoảng 70 triệu người. Hiện nay mỗi ngày ở Thái Lan có trên 11.000 ca nhiễm mới. Tỷ lệ tử vong ở Thái Lan hiện nay là 0,8% trên các cái ca được báo cáo. Điều đó cho thấy Thái Lan vẫn đang ở một cái tốc độ lây nhiễm tăng lên. Trong khi đó ở Malaysia, người ta có 32 triệu dân. Và mỗi ngày hiện nay ở Malaysia cũng chồm chèm khoảng 10.000 ca nhiễm mới với một cái tỷ lệ tử vong cũng khoảng 0,8%. Điều đó cho thấy những cái sự lây nhiễm và tử vong ở Malaysia trong cái đại dịch COVID-19 này đang gia tăng. Trở lại về cái vấn đề của Việt Nam chúng ta, thưa quý vị, theo bác sĩ Cao Xuân Minh, dân số Việt Nam chúng ta hiện nay khoảng 100 triệu dân. Việc mỗi ngày ở cái thời điểm nào đó có khoảng 20.000 ca nhiễm mới mà được thông báo, nó là một cái điều mà theo bác sĩ Cao Xuân Minh hoàn toàn có thể xảy ra. Và nếu như cái tỷ lệ tử vong ở Việt Nam nó ngang với Thái Lan hay Malaysia là 0,8, thì trong những ngày tới đây, quý vị phải chuẩn bị một cái tinh thần là số người tử vong ở Việt Nam khoảng 160 người là một cái điều phải chấp nhận. Theo bác sĩ Cao Xuân Minh, tất cả mọi thứ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Đó là lý do tất cả chúng ta phải giữ gìn, né tránh hầu hết các cái cuộc giao tiếp đông người, đặc biệt là việc giao tiếp với những cái người không cần thiết. Và nếu bắt buộc phải giao tiếp thì phải tìm được cái sự an toàn tuyệt đối. Bởi vì Việt Nam chúng ta đang còn leo núi và núi còn rất cao. Đó là lý do bác sĩ Cao Xuân Minh khuyến cáo cùng các quý vị rằng quý vị hãy ở tuyệt đối trong nhà. Bởi vì đường đi trong cái đại dịch COVID-19 nó còn rất dài. Nhưng Hồ Chí Minh có nói 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa thì cái cuộc chiến đối với đại dịch COVID-19 ít nhất nó cũng tương tự như vậy. Thưa quý vị, về những cái câu chuyện chữa trị cho các bệnh nhân F0 hoặc F1 ở nhà, nó là một chuyện trở nên phổ biến. Dù rằng tôi, cá nhân tôi phải thú nhận với quý vị rằng tôi vẫn chưa tin cái việc điều trị COVID tại nhà nó sẽ hoàn toàn có khả năng để cho con người ta bình phục. Và thưa quý vị, qua trao đổi một số bạn bè của tôi ở Hoa Kỳ thì người ta cho biết tất cả những cái trường hợp người bị nhiễm COVID-19 thì hãy bình tĩnh ở nhà để theo dõi. Kể cả ở Việt Nam cũng vậy. Một cái điều mà quý vị phải tin tưởng rằng nếu quý vị được cách ly với những người trong gia đình và được điều trị bằng những cái thuốc cổ truyền thì quý vị có thể phục hồi dễ dàng trong cái thời gian không quá 20 ngày. Mọi việc sẽ trở lại bình thường. Và theo đông đảo bạn bè tôi cho biết, chỉ các cái trường hợp F0 khi cách ly tại nhà có những cái biến chứng đặc biệt thì hãy đưa vào bệnh viện, ví dụ như cần thiết phải thở oxy. Còn tất cả thì hãy bình tĩnh ở lại nhà, theo dõi sự tiến triển của bệnh tình. Thưa quý vị, đó là những cái thông tin mà lâu nay chúng ta vẫn nghe. Nhưng mà truyền thông nhà nước ở Việt Nam thì người ta nói đó là những cái cách chống cái đại dịch COVID-19 bằng mồm. Và truyền thông nhà nước Việt Nam bày tỏ họ không tin tưởng vào các cái biện pháp cho rằng cách ly
tại gia đình đối với các trường hợp nhiễm F0 chưa có những cái biểu hiện bệnh. Rồi kể cả các trường hợp F1, trong lúc quý vị đã biết điều này đã được áp dụng rộng rãi tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội. Thì quý vị có một thông tin quan trọng mà chúng tôi thấy rằng cần thiết phải truyền tải tới quý vị để được biết. Đó là chúng ta không thể diệt được virus corona vào cái thời điểm hiện nay, nhưng chúng ta có thể diệt được chỗ sinh sản của cái virus này. Đó là nội dung của một bài viết của bác sĩ Phan Xuân Trung, một bác sĩ nổi tiếng trong vấn đề bệnh truyền nhiễm. Theo bác sĩ Phan Xuân Trung, có một cái vấn đề mà quý vị cần phải áp dụng thường xuyên hàng ngày, đó là phải súc miệng nước muối, rửa họng cũng như niêm mạc mũi bằng nước muối. Đó là những điều kiện rất quan trọng để quý vị có thể phòng tránh virus corona. Theo bác sĩ Phan Xuân Trung, như quý vị đã biết, virus SARS-CoV-2 là một loại virus lây qua đường hô hấp. Virus xâm nhập vào tế bào niêm mạc mũi, nó chiếm lấy hệ thống sao chép thông tin di truyền của nhân tế bào. Nó biến tế bào thành công cụ nhân bản cho virus. Theo đó, các nghiên cứu khoa học đang tìm cách để diệt virus corona. Tuy nhiên hiện nay chưa có. Nhưng mà chờ được đến lúc có thuốc diệt virus corona thì có lẽ còn lâu. Theo bác sĩ Phan Xuân Trung, một cái giải pháp đơn giản nhất đó là chúng ta phải phá hủy môi trường sinh sản của virus, tức là tế bào niêm mạc vùng mũi và họng. Theo bác sĩ Phan Xuân Trung, các cái niêm mạc này đã bị vì virus xâm nhập và trở thành một cái ổ sinh sản. Do đó nó không còn chức năng bảo vệ cơ thể cho quý vị, mà nó đang tiếp tay cho virus corona tạo thành những cái ổ chứa để cho virus sinh sản và phát triển. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tìm cách để làm bất hoạt các cái tế bào nô lệ này lại. Với cái biện pháp đơn giản đó là quý vị hãy sử dụng nước muối sinh lý 0,9% mà người ta gọi là nước muối đẳng trương. Quý vị dùng nó để làm sạch tế bào niêm mạc và an toàn cho tế bào bằng cách dùng nước muối đẳng trương để rửa các vết thương, rửa sạch khoang mũi và nhiều ứng dụng khác. Tuy nhiên, quý vị cần phải hiểu rằng nước muối đẳng trương này nó không làm hại cho tế bào, tức là nó không có khả năng diệt được cái tế bào nô lệ. Theo bác sĩ Phan Xuân Trung, nước muối đẳng trương là một loại nước muối được pha đậm hơn nước muối sinh lý. Và khi tế bào được tưới nước muối ưu trường, thì nước từ trong nội bào sẽ hút ra ngoài, làm cho tế bào teo đét lại và mất khả năng hoạt động bình thường. Và đây chính là mục tiêu mà chúng ta cần hướng đến. Khi mà tế bào nô lệ bị bất hoạt thì virus không còn có thể lợi dụng được nữa, có nghĩa là nó không thể sản sinh ra hàng tỷ các cái virus khác để lây lan trong cộng đồng. Theo bác sĩ Phan Xuân Trung, quý vị cần phải lưu ý, đối với những người bình thường thì quý vị dùng tất cả các loại dung dịch vệ sinh mũi họng để có thể làm sạch tẩy rửa bất mầm bệnh đang tồn tại trong hốc mũi. Còn đối với những người đã bị nhiễm, niêm mạc mũi họng đã bị mất chức năng khứu giác và vị giác, không còn khả năng bảo vệ cơ thể, thì cần phải phá hủy nó đi. Việc phá hủy này là một can thiệp mạnh hơn dùng nước muối sinh lý. Bác sĩ Phan Xuân Trung khuyến cáo chúng ta rằng nước muối ưu trường không phải là độc dược, nó chỉ ức chế và làm hư hại tế bào niêm mạc mũi một cách tạm thời. Sau khi lớp tế bào hư bị bong tróc thì cơ thể sẽ tự sinh ra một cái lớp niêm mạc mới sẽ lành lặn hơn. Và đây là một cái giải pháp dành cho kể cả những người đã bị xác định dương tính và kể cả những người còn nghi ngờ về cái vấn đề có thể điều trị và xử lý cái đại dịch COVID-19 một cách đơn giản, an toàn cho mỗi cá nhân. Theo bác sĩ Phan Xuân Trung, trong cái tích xưa, Hỷ Lai Lạc đã bỏ thuốc vào giếng nước để chống dịch tả, thì ngày nay mỗi chúng ta, các bạn hãy thường xuyên nhỏ nước muối ưu trường vào mũi để chống cái virus corona. Thưa quý vị, trở lại một cái câu hỏi quan trọng nhất đó là với cái đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở Việt Nam cũng như trên toàn cầu hiện nay, thì một câu hỏi đặt ra là liệu Sài Gòn có vỡ trận
hay không? Rồi Sài Gòn có thể vượt qua được dịch bệnh hay không? Chúng tôi xin giới thiệu với cái bài viết của bác sĩ Phạm Ngọc Thắng, và để quý vị khỏi hồi hộp, chúng tôi đưa ra một cái câu trả lời, đó là Sài Gòn không thể vỡ trận nếu ... và Việt Nam cũng như Sài Gòn nói riêng sẽ vượt qua được cái đại dịch này bởi lý do nếu ... tức là phải có những cái điều kiện. Thưa quý vị, theo bác sĩ Phạm Ngọc Thắng, trong thời điểm hiện nay, thành phố của chúng tôi, tức thành phố Hồ Chí Minh, đang lâm trận và đang phải chiến đấu quyết liệt với dịch bệnh COVID-19, chiến đấu quyết liệt với những cái bảo thủ trì trệ trong một hệ thống y tế vốn có những cái thói quen xấu từ trước đến nay. Rồi chúng tôi còn phải chiến đấu với những tâm thế ngủ ngon trong ngạo nghễ, lạc quan, công sản lâu nay mà các lãnh đạo thành phố họ không biết rằng họ đang chậm chạp, đang chờ vờ ở đâu trong cái dòng tiến lên như vũ bão của một cái thời đại mới. Và đại dịch COVID-19 mang lại một cái điều, nó tạo ra một sự rung chuyển cho toàn xã hội. Khi đó con người ở thành phố này người ta chia làm hai phe. Phe thứ nhất là phe cấp tiến như những cái nước phát triển ở thế giới, còn lại một phe thì bảo thủ. Theo bác sĩ Phạm Ngọc Thắng, phe bảo thủ thì đã làm quá tốt, và kết quả như quý vị đã thấy, vấn đề tử vong trong những ngày này dù là ở một mức cao nhưng nó không diễn ra như ở Hoa Kỳ hay ở Tây Âu trước kia, kể cả Ấn Độ trong những ngày gần đây. Nhưng một cái sự thật thì phải chấp nhận, đó là nếu càng xét nghiệm kỹ cho người dân, xét nghiệm càng nhiều thì người nhiễm mầm bệnh càng làm lan nhanh hơn, và cái vấn đề xét nghiệm càng ngầu thì nguy cơ hồng sụt hệ thống y tế ở Việt Nam là một vấn đề có thật. Và bác sĩ Phạm Ngọc Thắng đặt ra một câu hỏi, với cái bộ máy lãnh đạo hiện nay, xử lý đại dịch COVID-19 liệu có sử dụng được nữa hay không, hay cần phải thay một cái bộ máy lãnh đạo mới? Theo bác sĩ Phạm Ngọc Thắng, để trả lời hai câu hỏi mà tôi đặt vấn đề trên đây, tôi xin trả lời: Sài Gòn sẽ vỡ trận hay không? Sài Gòn vỡ trận nếu đóng kín, quây chặt, cách ly, vây bắt, giam giữ, sai lầm mãi, thì chắc chắn 100% Sài Gòn sẽ vỡ trận và không cứu vãn nổi. Bởi vì cái khối mủ ung nhọt càng được giữ lại, càng mưng mủ, càng độc hại, khi vỡ nó sẽ trở thành đại loạn cho xã hội này. Và cuối cùng chỉ có người dân là mất mát, mất cửa, mất nhà. Chỉ có người dân là mất công ăn việc làm. Chỉ có người dân là mất tương lai. Chỉ có người dân lao động đã khổ và càng thêm cực khổ. Và chắc chắn một điều là những người cực khổ đó họ không chịu nằm im mãi đâu. Vỡ trận rồi có nhiều chuyện, bởi vì người dân người ta không chịu nằm im mãi đâu. Song theo bác sĩ Phạm Ngọc Thắng, nhưng tôi tin Sài Gòn sẽ không vỡ trận. Tại sao tôi lại nói như vậy? Vấn đề là ở chỗ, thứ nhất, lãnh đạo thành phố Sài Gòn hiện nay họ thừa trí tuệ, họ đủ sự cầu thị, và họ đã lo cho đồng bào của họ như lo cho người thân ruột thịt của bản thân họ. Vấn đề thứ hai là người dân Sài Gòn vốn là một người dân cởi mở, năng động, tri thức, chăm chỉ. Đặc biệt người Sài Gòn có một cái tấm lòng rộng mở, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc thường cũng như khi thiên tai, dịch bệnh, hoạn nạn như quý vị đã thấy trong những ngày vừa qua. Một cái vấn đề nữa đó là lãnh đạo Sài Gòn có trí tuệ, có cầu thị, công an, quân đội và người dân cũng như các lực lượng đoàn thể ban ngành, họ có một cái tinh thần quyết tâm vượt qua bệnh dịch thì không khó khăn nào mà người Sài Gòn không thể vượt qua. Đó là những cái lập luận về mặt xã hội. Về các lý do khoa học, theo bác sĩ Phạm Ngọc Thắng, để trả lời câu hỏi thứ hai là tại sao lại khẳng định Sài Gòn chắc chắn vượt qua được đại dịch COVID-19 này. Theo bác sĩ Phạm Ngọc Thắng, quy luật của dịch tễ của bất kỳ một bệnh nào, nó cũng tuân theo một cái quy luật của nó, cụ thể là quy luật Pareto. Nó áp dụng ở trong y khoa, còn gọi là quy luật tảng băng nổi. Và người ta dùng cái quy luật này để tính. Ví dụ như ở Sài Gòn của chúng ta,
dân cư thành phố là 9 triệu cộng với số lao động vãng lai 3 triệu. Như vậy cứ tính tròn là 12 triệu. Tối đa những ca nhiễm virus corona. Theo bác sĩ Phạm Hồ Thắng nó chỉ có thể là 2 trên 8 bằng 2 triệu người. Nếu chúng ta lấy tròn số dân ở Sài Gòn là 10 triệu. Và nếu như so với Hoa Kỳ thì số người nhiễm ở Hoa Kỳ tới nay là 33 triệu trên tổng số dân Hoa Kỳ là 330 triệu, tức là khoảng 10% dân số. Trong đó 80% là những người bệnh không có triệu chứng, chỉ có 20%, tức là 400.000 người phát bệnh điển hình. Trong số đó 400.000 cái ca có triệu chứng ho, sốt sẽ có 20%, tức là 80.000 ca cần phải chăm sóc bệnh viện. Và trong số 80.000 ca đến bệnh viện khám, theo bác sĩ Phạm Ngọc Thắng sẽ có 20%, tức là 16.000 người bắt buộc phải nhập viện và số còn lại sẽ được chăm sóc y tế ngoại viện, cấp thuốc rồi cho về nhà. Trong số 16.000 nhập viện sẽ có 20% biến chứng, tức là có 3.200 ca cần phải nằm ở phòng hồi sức cấp cứu. Trong số 3.200 ca nằm ở phòng ICU sẽ có 640 ca cần phải can thiệp bằng các phương tiện hiện đại như thở máy, lọc máu hay ECMO. Và theo bác sĩ Phạm Ngọc Thắng, trong số 640 người vừa kể thì chúng ta buộc phải chấp nhận cái số tử vong không qua khỏi. Có nghĩa là ở Sài Gòn phải xác định cái số tử vong trong những ngày tới đây ở mức trường hợp xấu nhất lên tới 640 người. Và theo bác sĩ Phạm Ngọc Thắng, phần lớn trong số 640 người đó là đa số những người cao tuổi, những người có bệnh nền, những người bị suy dinh dưỡng, còn những người trẻ khỏe thì hầu như có nhưng không đáng kể. Theo bác sĩ Phạm Ngọc Thắng, những cái dự tính vừa trên, vừa kể trên, nó đều thấp hơn với thực tế rất nhiều. Với cái điều kiện hệ thống bệnh viện trong toàn thành phố Sài Gòn hiện nay, theo bác sĩ Phạm Ngọc Thắng, tôi tin chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua được cái dịch bệnh quái ác hiện nay. Về cái việc thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập các cái bệnh viện chuyên chữa trị bệnh lý liên quan tới đại dịch COVID-19, đó thực sự là một việc làm, một quyết định đầy trí tuệ trong sự cẩn thận và khoa học. Với một cái hệ thống hiện có của các bệnh viện quân y, bệnh viện dân y, theo bác sĩ Phạm Ngọc Thắng, chúng ta hoàn toàn có thể điều trị tốt những cái bệnh lý liên quan đến cái dịch bệnh do COVID-19 gây ra, để cho mọi người có thể lạc quan, tin tưởng và để vui sống. Theo bác sĩ Phạm Ngọc Thắng, chúng ta có một cái điều cực kỳ may mắn là có tới 68-80%, thậm chí 96,6% số người nhiễm virus corona Vũ Hán không có triệu chứng hay cảm mạo thoáng qua mà thôi. Điều đó cho thấy ở Việt Nam, đặc biệt là ở Sài Gòn, đã có một cái hệ thống miễn dịch cộng đồng rồi đấy. Dù còn hạn chế trong cái việc tiêm vaccine, song có một điều bác sĩ Phạm Ngọc Thắng thấy rằng virus biến chủng sẽ tạo ra các cái chủng mới là một điều chắc chắn. Song đó là một những cái việc tuân theo quy luật sinh học mà thôi, chẳng có gì là đáng sợ cả. Theo bác sĩ Phạm Ngọc Thắng, điều đó nó có nghĩa là trong một lượng dân số người bất kỳ, khi số lượng lớn các cá thể đã miễn dịch thì nó làm cho chu trình lây nhiễm dễ bị phá vỡ, dẫn tới sự lây lan của bệnh dịch dừng hoặc chậm lại. Tỷ lệ cá thể có miễn dịch trong một cộng đồng càng lớn thì khả năng những người không miễn dịch tiếp xúc phơi nhiễm với các cá thể nguồn lây càng nhỏ. Vẫn theo bác sĩ Phạm Ngọc Thắng, ai cũng có thể miễn dịch cá thể, sau đó hồi phục từ một lây nhiễm tự nhiên hay bằng cách nhân tạo như tiêm chủng vaccine. Và tập hợp nhiều cá thể có miễn dịch sẽ tạo thành một cái gọi là miễn dịch cộng đồng. Khi miễn dịch cộng đồng đủ cao thì cái chuỗi nhiễm trùng nó sẽ bị phá vỡ và khả năng lây lan của bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng sẽ bị chặn đứng. Ngược lại, khi tỷ lệ tiêm chủng giảm dẫn tới nhiều người dễ mắc bệnh hơn và ảnh hưởng của miễn dịch cộng đồng có thể bị phá vỡ suy giảm, dẫn tới khả năng lây nhiễm gia tăng. Như vậy có hai cách tạo ra miễn dịch cộng đồng.
đó là tự lây nhiễm và nhờ tiêm vaccine đều phải đạt tới ngưỡng cần và đủ. Bởi vậy mới có hiệu quả ngăn chặn bệnh COVID-19 lây lan. Thậm chí bệnh sởi người ta phải tiêm chủng tới 95% dân số mới có hiệu quả. Ở cái bệnh nhiễm do virus corona nó cũng tương tự như vậy. Trên thế giới dù thúc đẩy sản xuất vaccine, thúc đẩy tiêm vaccine, nhưng ngay từ tháng 3 năm 2020, một số nước ở châu Âu họ đã mạnh dạn chấp nhận sự lây nhiễm bầy đàn để tạo ra miễn dịch cộng đồng. Và hiện nay, kết quả thì quý vị đã thấy, trong cái giải bóng đá châu Âu năm 2020 vừa qua, thì châu Âu người ta đã mở cửa cho cuộc sống gần như trở lại bình thường. Tất nhiên mới là một cái trạng thái bình thường trong những cái tiêu chuẩn mới mà thôi. Vậy cái câu hỏi đặt ra là thành phố Sài Gòn có vượt qua được đại dịch hay không? Theo bác sĩ Phạm Ngọc Thắng, tôi chắc chắn có. Sài Gòn sẽ vượt qua như Đà Nẵng năm 2020, như Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang năm 2021. Theo bác sĩ Phạm Ngọc Thắng, giờ thì toàn thành phố chúng ta đã nhiễm mầm bệnh. Chẳng ai có thể tự tin là mình không nhiễm virus corona. Và thực tế không thể tăng mãi. Số bệnh nặng đã được kiểm soát, các cái bài học đã được rút ra. Người dân bây giờ đã thoát khỏi cái sự hoảng sợ vô cớ. Với những chính sách phù hợp của chính phủ, chúng ta sẽ qua khỏi đợt dịch ồ ạt này. Theo bác sĩ Phạm Ngọc Thắng, giặc đến thì chúng ta phải đánh. Đã đánh là chúng ta phải thắng, nhưng phải tiết kiệm tối đa. Bởi đất nước chúng ta, nhân dân chúng ta còn nghèo, đừng có vùng tiền qua cửa sổ nữa hỡi các vị lãnh đạo Sài Gòn. Và cuối cùng, bác sĩ Phạm Ngọc Thắng cảm ơn lãnh đạo người dân thành phố Sài Gòn. Xin cảm ơn những người bạn đã đồng hành ủng hộ bác sĩ. Và bác sĩ Phạm Ngọc Thắng cho rằng còn nhiều lắm, cần nhiều lắm những cái tấm lòng vì cộng đồng người dân thành phố Sài Gòn. Đó, thưa quý vị, đại dịch COVID-19 nó đáng sợ, nhưng chúng ta có thể yên tâm. Với các cái phân tích đánh giá của các cái chuyên gia cũng như các bác sĩ đầu ngành trong cái vấn đề bệnh truyền nhiễm, trở lại một cái nội dung thứ hai liên quan tới cái vấn đề Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiến tới muốn nâng cấp cái quan hệ ngoại giao Việt Mỹ. Tuy nhiên trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam có những cái vấn đề bất đồng. Thưa quý vị, lâu nay dưới phân tích người ta thấy rằng Việt Nam và Hoa Kỳ có những cái sự song trùng về lợi ích trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong chiến lược đối với cái sự đối phó với Trung Quốc và xử lý những cái vấn đề tranh chấp trên Biển Đông. Và cái vấn đề thứ hai này thì Việt Nam quan tâm hơn cả. Đó là lý do tại sao Hà Nội quyết định nâng cấp quan hệ quốc phòng với Washington. Và người ta nói đó là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới Trung Nam Hải. Nó có thể khuyến khích cho Việt Nam và Hoa Kỳ điều trì những cái hành vi của Trung Quốc trong hồ sơ Biển Đông. Thưa quý vị, giới phân tích đưa ra những cái ví dụ như mới đây, phía Hoa Kỳ đã chủ động đề nghị hỗ trợ cho Không quân Việt Nam trong việc thiết lập một cái dự án đào tạo phi công theo kiểu Mỹ, sử dụng máy bay huấn luyện do Mỹ sản xuất làm công cụ huấn luyện chính. Vì quý vị biết rằng lâu nay, ở Việt Nam, trong lĩnh vực không quân, người ta chủ yếu sử dụng những cái máy bay do Nga sản xuất. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống huấn luyện không quân theo kiểu Mỹ cho Việt Nam được giới phân tích đánh giá nó là một bước đột phá trong hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ. Thưa quý vị, như chúng tôi giới thiệu ở phần đầu bài nói, có những cái đồn đoán cho biết tháng 7 tới đây, vào khoảng cuối tháng, thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Lloyd Austin, sẽ có một chuyến thăm tới Việt Nam. Và với một cái mục đích rất quan trọng, đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ dọn đường cho một cái nhân vật cao cấp trong Nhà Trắng, được biết sẽ sang thăm Việt Nam chính thức trong cuối năm 2021. Còn người đó có phải là ông Joe Biden, Tổng thống hay không, chưa được tiết lộ. Trong khi đó, thưa quý vị, theo giới phân tích, mặc dù Trung Quốc là một cái đối tác kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam hiện nay, nhưng Việt Nam luôn luôn sử dụng Hoa Kỳ như một cái quốc gia đối trọng đứng ở vị trí thứ hai để tạo ra những cái khả năng Hoa Kỳ giúp Việt Nam
trong việc tránh phụ thuộc vào Trung Quốc một cách quá mức, cũng như duy trì sự cân bằng thận trọng trong mối quan hệ với hai cường quốc Đại Lục và Washington. Thưa quý vị, liên quan tới cái vấn đề quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, thì một cái tin vui đối với chúng ta đó là ngày 19 tháng 7 năm 2021, Hoa Kỳ và Việt Nam đã đạt được một cái thỏa thuận trong việc giải quyết tranh cãi về cái vấn đề thao túng tiền tệ của Việt Nam. Truyền thông quốc tế đưa tin, Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Ngân hàng Trung ương Việt Nam đã có những cái thảo luận mang tính xây dựng trong những tháng gần đây thông qua một cái tiến trình cùng can dự nâng cao. Và được biết, Việt Nam Hoa Kỳ đã đạt được những cái thỏa thuận trong những cái vấn đề thực hành tiền tệ của phía Việt Nam trước các cái cáo buộc của Bộ Tài chính Hoa Kỳ trước đây. Như quý vị đã biết, dưới thời Tổng thống Donald Trump, khi Việt Nam, Trung Quốc cũng như Thụy Sĩ đã bị chính quyền của ông Donald Trump cho là những cái nước thao túng tiền tệ. Tuy nhiên, theo phân tích của giới phân tích chính trị quốc tế, thì đó nó chỉ là những cái hành động mang tính biểu trưng và nó không dẫn đến các biện pháp chế tài của chính quyền Donald Trump. Và mới mục đích của ông Donald Trump lúc đó là tạo áp lực và những cái thách thức mới cho tân Tổng thống Donald Trump. Và đó là lý do tháng 4 năm 2021, theo AFP cho biết, chính quyền Hoàn Thành Đốn đã rút lại cáo buộc về cái vấn đề Việt Nam thao túng tiền tệ. Và một cái điều đáng chú ý là dù rằng chính phủ của ông Donald Trump đưa ra các cáo buộc đối với Việt Nam thao túng tiền tệ, nhưng không đề xuất bất kỳ một cái hành động trả đũa nào như những lo ngại của ban lãnh đạo Hà Nội trước đó. Thưa quý vị, trở lại cái mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sau Đại hội 13, cộng với sự thay đổi chính quyền Hoa Kỳ sau cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020. Tuy nhiên, những sự thay đổi chính trị của Việt Nam và Hoa Kỳ nó sẽ được đánh giá là không có nhiều ảnh hưởng tới xu thế phát triển quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Mà người ta thấy có những cái chỉ dấu cho thấy Việt Nam và Mỹ đã gắn kết nhiều hơn về vấn đề kinh tế cũng như quốc phòng để đối phó với Trung Quốc. Theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, bởi Việt Nam và Hoa Kỳ có những cái sự song trùng về lợi ích trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong chiến lược, trong hồ sơ Biển Đông. Một cái điều quan trọng là lý do cơ bản là quan hệ song phương hiện tại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã được định hình chủ yếu bởi lợi ích quốc gia của hai nước Việt Nam và Mỹ, chứ không phải lợi ích của các cái đảng phái ở Hoa Kỳ hay quan điểm cá nhân của lãnh đạo Việt Nam. Tuy nhiên, tiến sĩ Lê Hùng Hiệp nói rằng nó có những cái khác biệt giữa quan điểm lãnh đạo giữa đảng và chính phủ. Theo đó, trong quan điểm của Nguyễn Phú Trọng, một người tưởng chừng như thân Trung Quốc và xa lánh Hoa Kỳ, nhưng không phải như chúng ta hiểu. Quan điểm của Nguyễn Phú Trọng lâu nay muốn duy trì một cái chính sách đối ngoại trên cơ sở Washington lâu nay đã coi Việt Nam là một quốc gia có quan hệ an ninh chặt chẽ. Thậm chí Hoa Kỳ coi Việt Nam là một trong những nước Đông Nam Á đóng vai trò trung tâm của khối ASEAN. Từ cái thời Tổng thống Barack Obama, Việt Nam đã trở thành trọng tâm của cái chiến lược xoay trục về châu Á, mà sau này là cái tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dưới thời Tổng thống Donald Trump. Trước sự bành trướng ồ ạt gia tăng của Trung Cộng, ngoài cái thời gian đó, nó trùng hợp với thời gian lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi kể cả trong thời kỳ của Tổng thống Donald Trump cũng vậy. Theo giới phân tích trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc cũng như Việt Nam-Hoa Kỳ, ông Nguyễn Phú Trọng nhiều lúc có những cái biểu hiện cho thấy quá vị nể đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, theo giới phân tích, đó là những biện pháp cần thiết để giảm sự hung hăng của Trung Quốc. Tuy nhiên, người ta lo lắng về cái quan điểm của chính phủ ông Phạm Minh Chính đối với Trung Quốc nhiều hơn. Đó là lý do tại sao Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính kể từ ngày nhậm chức cho tới nay hầu như chưa có những cái phát biểu chính thức về cái vấn đề Biển Đông. Trong lúc thâm hụt thương mại Việt Nam với Hoa Kỳ gia tăng đáng kể dưới thời chính quyền của Donald Trump, cũng như việc
Trung Quốc đang trở thành một cái đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong quan hệ với Việt Nam. Đó là một cái vị trí cao nhất mà ban lãnh đạo Hà Nội đã dành cho các cái đối tác ngoại giao. Trong khi đó, về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ chỉ được coi ở mức đối tác toàn diện. Đó là lý do các giới phân tích ở Việt Nam cho rằng việc cần thiết phải nâng cao quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ lên thành cái quan hệ đối tác chiến lược. Nếu làm được điều đó, nó sẽ báo hiệu cho Bắc Kinh về một cái sự thay đổi lớn trong chiến lược quan hệ ngoại giao, trong phương diện địa chính trị, trong cái chính sách đối ngoại của Hà Nội đối với Bắc Kinh. Thưa quý vị, có một cái điều người ta thấy rằng từ ngày ông Joe Biden bước chân vào Tòa Bạch Ốc thì Washington vẫn tiếp tục duy trì một cái thái độ cứng rắn đối với Bắc Kinh, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cái thời của ông Donald Trump. Và điều đó cho thấy mối quan tâm trong việc củng cố vai trò của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ và Thái Bình Dương. Và Việt Nam được cho là hài lòng với đường lối cứng rắn của chính phủ ông Joe Biden đối với Bắc Kinh. Nhưng tuy nhiên, ban lãnh đạo Hà Nội vẫn cố ý tỏ ra rằng họ lo ngại trong cái sự cứng rắn đó, trong khi việc chính quyền ông Joe Biden cứng rắn đối với Trung Quốc được cho là nó khiến cho ban lãnh đạo Hà Nội vui mừng, vừa tạo ra một số lo nhất định. Và thưa quý vị, truyền sang Nhật Bản The Diplomat ngày 16 tháng 3 năm 2021, các chuyên gia Hoa Kỳ cho rằng với chính quyền của ông Biden hiện nay, quan hệ Mỹ-Việt sẽ tiếp tục chiều hướng đi lên, mặc dù nó vẫn còn một số trở ngại nhất định. Và điều đó nó cũng phù hợp với những cái chính sách đối ngoại của Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc cũng như quan hệ với Hoa Kỳ. Một mặt người ta tỏ và ra là ngả về Trung Quốc nhiều hơn để tránh sự vật lòng của Bắc Kinh, trong lúc người ta tin rằng Washington hiểu rất rõ thâm ý của Hà Nội. Thưa quý vị, có những cái thông tin trước đây cho biết chính quyền Hà Nội đang tìm cách sắp xếp thời gian để Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng có thể tới Washington để tiếp xúc với Tổng thống Joe Biden. Nhưng có lẽ vì lý do sức khỏe, đó là lý do chuyến thăm tới đây của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, mà được đánh giá là mở đường cho một cái chuyến thăm của một nhân vật cao cấp của Tòa Bạch Ốc tới Hà Nội. Và người ta để ngỏ một khả năng là ông Joe Biden tới Hà Nội trong thời gian từ nay tới cuối năm 2021. Và cái điều đó đã từng thực hiện và thành công vào năm 2015, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tư cách Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới thăm Tòa Bạch Ốc. Thậm chí người ta nói rằng nếu như Washington và Hà Nội không dàn xếp được một cái chuyến thăm thượng đỉnh vào cuối năm 2021 tới đây, sẽ bị coi là một bước thụt lùi trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Và người ta khẳng định về mặt tổng thể, tất cả những cái thách thức nói trên đều có thể vượt qua nếu hai phía có những cái động lực tích cực và các cái nỗ lực và các cái nỗ lực đáng kể trong quan hệ song phương Mỹ-Việt. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích, Việt Nam nên có một cái thái độ cởi mở đối với chính quyền Mỹ hơn, và những cái thay đổi tiềm tàng trong cách tiếp cận của Washington trong 4 năm tới đây. Điều đó nó sẽ tạo ra cái việc chính quyền của ông Joe Biden trong thời gian ngắn có thể tìm cách giảm bớt những cái lo ngại của Việt Nam để có thể củng cố hơn sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Chẳng hạn như ông Joe Biden sẽ chủ động mời Nguyễn Phú Trọng tới thăm Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, thưa quý vị, theo giới phân tích, lãnh đạo Hà Nội đang chung sống với một người láng giềng khổng lồ phương Bắc không mới dễ chịu. Thậm chí giới phân tích quốc tế còn mô tả cái hình dáng dài đất chữ S của Việt Nam nó giống như một bà lão đang phải căng mình chống đỡ với sức nặng của Bắc Kinh. Song Việt Nam cũng là một quốc gia tuyến đầu trong những tranh chấp ở tuyến Biển Đông. Đó là lý do có những nhà bình luận dám khẳng định rằng nếu Trung Quốc có thể cắt đứt Việt Nam ở đó thì Bắc Kinh có thể giành trọn vẹn Biển Đông. Theo giới phân tích của Hoa Kỳ, trong những năm 1950 và 1960, Trung Cộng đã hỗ trợ cho Việt Nam
dưới các cái hình thức như vũ khí, đạn dược, bóng bàn và nước tương, đã khiến cho ban lãnh đạo thế hệ Hồ Chí Minh tuyên bố rằng quan hệ Việt Nam-Trung Quốc giống như 100 ân huệ, 1.000 tình cảm trung thành và 1 vạn tình yêu thương. Nhưng người ta nhìn lại trước đó vào năm 1945, chính sách của ông Hồ Chí Minh trước cái việc lực lượng Trung Quốc đổ bộ vào miền Bắc để giải giáp phát xít Nhật, thì lúc đó quan điểm của ông Hồ Chí Minh đối với Trung Quốc thì hoàn toàn khác. Điều đó nó cũng tương tự như cách áp dụng cho mối quan hệ Việt-Mỹ. Mặc dù cái mối quan hệ Việt-Mỹ được cho là gần gũi hơn và là một cái điều dễ hiểu hơn với Việt Nam, nhưng ban lãnh đạo Hà Nội rất cẩn thận, và đó là lý do họ đã phải tìm mọi cách để điều chỉnh mức độ thân thiết với Hoa Kỳ. Đó là lý do một nhà ngoại giao người Việt Nam đề nghị giấu danh tính, nói rằng Việt Nam là một ví dụ điển hình cho một quốc gia Đông Nam Á thể hiện được cái vai trò trung gian trong quan hệ với Việt Nam, Trung Quốc và Việt Nam và Hoa Kỳ. Theo nhà ngoại giao này, cạnh tranh trong cái vấn đề ngoại giao đối với Trung Quốc và Hoa Kỳ, đối với ban lãnh đạo Hà Nội, nó là một cái vấn đề nghiêm trọng, nhưng chúng tôi phải học cách thích nghi với điều đó. Thưa quý vị, cái mối quan hệ Việt-Mỹ nó liên quan tới cái quá trình phát triển quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ. Và điều đó đã được thể hiện rất rõ thời gian từ sau năm 1995, khi mà Việt Nam và Hoa Kỳ đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Việc Việt Nam trở thành một trong 2 quốc gia Đông Nam Á được ông Joe Biden đề cập trong cái hướng dẫn chiến lược an ninh của chính quyền Biden trong giai đoạn 4 năm tới đây. Đặc biệt cái chuyến đi của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin sắp tới Hà Nội tới đây đã cho thấy quan hệ của Việt Nam và Hoa Kỳ đang được tập trung vào quan hệ quốc phòng hơn là các cái quan hệ ngoại giao thông thường. Đặc biệt cái mối quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ khi Việt Nam đã nhận thức rõ ràng hơn về mối đe dọa của Trung Quốc trong hồ sơ của Biển Đông. Và đó là lý do kể từ năm 2002, Việt Nam đã nhận lời tham gia cuộc tập trận chung do Hoa Kỳ tổ chức với tư cách quan sát viên. Rồi lần lượt sau đó vào các năm 2003, 2006, nhất là sau khi Mỹ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm bán các thiết bị quân sự cho Việt Nam, cũng như đồng ý sự tiếp nhận các cái phi công Việt Nam sang Hoa Kỳ để đào tạo. Rồi tới năm 2007, Hoa Kỳ cho phép bán vũ khí phi sát thương cho Việt Nam tùy theo từng trường hợp. Rồi cái mức độ quan hệ quốc phòng giữa 2 nước phát triển được cho là vượt bậc khi mà các cái hàng không mỗi hạm của hạm đội 7 Mỹ đến thăm Việt Nam. Rồi kể cả Việt Nam đã cử các sĩ quan đến các học viện quân sự và các cơ quan quân sự khác của Mỹ để người Mỹ huấn luyện và đào tạo. Một cái điểm đặc biệt trở thành một cái dấu mốc đáng quan tâm đó là năm 2016, chính quyền của Tổng thống Obama đã quyết định dỡ bỏ toàn bộ các lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Tuy nhiên, thưa quý vị, sau đó khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống của Hoa Kỳ thì cái vấn đề hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã tiến xa hơn nhiều. Theo đó, vào năm 2017, trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch, Việt Nam và Mỹ đã nhất trí làm sâu sắc thêm quan hệ quốc phòng, mở rộng giao lưu hải quân và tăng cường cái việc chia sẻ thông tin tình báo. Đó là lý do tại sao liên tiếp trong các năm 2018, 2019, kể cả năm 2020, chính quyền của ông Donald Trump đã nhiều lần đưa các cái tàu sân bay đến thăm Đà Nẵng, thậm chí còn được ghé cảng Cam Ranh. Rồi trong những cái năm gần đây, phía Hoa Kỳ đã bàn giao các cái tàu tuần tra lớp Hamilton 3.000 tấn đã qua sử dụng, cũng như 6 tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam. Và năm nay, năm 2021, thưa quý vị, sau khi ông Joe Biden lên nắm quyền, thì chính phủ Hoa Kỳ đã tuyên bố sẽ giúp cho Việt Nam thiết lập một cái hệ thống đào tạo phi công theo tiêu chuẩn của quân đội Hoa Kỳ. Trong cái lúc hệ thống không quân của Việt Nam hoàn toàn sử dụng 100% là các cái thiết bị bay của Liên Xô sản xuất. Do đó, việc chính phủ Hoa Kỳ chủ động trong việc xây dựng một cái hệ thống
huấn luyện không quân cho Việt Nam theo kiểu của Hoa Kỳ, được đánh giá cao và người ta coi đó là một cái bước đột phá trong hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ. Tuy nhiên, thưa quý vị, còn có những cái rào cản trong quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ chưa được dỡ bỏ, mà nó xuất phát từ một cái quan điểm bất đồng giữa Đảng và Chính phủ trong vấn đề duy trì quan hệ Việt Nam-Mỹ ra sao để nó phù hợp cũng như vừa lòng đối với ban lãnh đạo Bắc Kinh. Đó là lý do theo giới phân tích, mặc dù có những cái dấu hiệu cho thấy tiến triển đáng kể trong quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ, nhưng hiện nay nó vẫn còn tồn tại những cái rào cản rất lớn, đặc biệt quan hệ bất đồng giữa các nhân vật lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, theo ông Phạm Minh Chính, nhiều sĩ quan cao cấp trong Đảng cũng như quân đội, đặc biệt là những người đã nghỉ hưu, người ta vẫn hoài nghi về ý định hợp tác của Hoa Kỳ, bởi vì người ta ám ảnh bởi cuộc chiến tranh Việt Nam trước đây. Một cái điều quan trọng hơn mà theo ông Phạm Minh Chính, Việt Nam lo ngại về khả năng của Hoa Kỳ, hay nói rộng ra là phương Tây, có thể sử dụng một cái chiêu bài để kích động những sự bất ổn ở Việt Nam, tạo điều kiện tạo ra những cái diễn biến hòa bình tiến tới thay đổi thể chế chính trị hiện nay ở Việt Nam. Đó là lý do tại sao quân đội Việt Nam luôn luôn giữ các cái bí mật về học thuyết, các cái hoạt động huấn luyện cũng như các năng lực và nhiều chi tiết khác về hoạt động quân sự của họ. Và điều đó, theo phía chính phủ Washington, nó không đáp ứng được những cái vấn đề mà Hoa Kỳ yêu cầu Việt Nam phải công khai, và Việt Nam đã từ chối những cái đề nghị đó của Hoa Kỳ. Hơn nữa, thưa quý vị, Việt Nam thường quan tâm đến việc điều chỉnh các mối quan hệ một cách phù hợp theo từng giai đoạn trong các mối quan hệ với các quốc gia là cường quốc. Gần đây nhất đó là quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, và một trong những cái lý do tại sao Việt Nam trong năm 2019 đã quyết định hủy bỏ, mà người ta nói là hoãn, 15 cuộc trao đổi quốc phòng với Hoa Kỳ, bởi một lý do theo các chuyên gia cho biết ban lãnh đạo Hà Nội không muốn chọc giận Trung Quốc một cách không cần thiết. Và một cái vấn đề khác đó là chính sách quốc phòng 3-0 của Việt Nam đã tạo ra những cái hạn chế trong việc cho phép Việt Nam tham gia các cái hợp tác an ninh với các cái cường quốc khác trên thế giới. Tuy nhiên, giới phân tích khẳng định, nói cho cùng, nhịp độ phát triển quan hệ giữa Hà Nội và Washington vẫn tiến triển rất mạnh mẽ và đầy hy vọng. Bình luận về cái triển vọng quan hệ Việt-Mỹ trong cái thời gian tới đây, thưa quý vị, theo giới phân tích, nhìn chung, Việt Nam có những cái quan điểm tích cực về tăng cường hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ. Biểu hiện cụ thể là Việt Nam đã ủng hộ các cái mục tiêu chính sách mà Hoa Kỳ đề ra trong cái gọi là chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của chính quyền Donald Trump trước đây, và được chính quyền của Joe Biden kế thừa nếu như lợi ích quốc gia của Việt Nam và Hoa Kỳ bị Trung Quốc thách thức. Chẳng hạn, phản ứng trước các lịch trình hoạt động của tự do hàng hải FONUS của Hoa Kỳ, ngay từ tháng 9 năm 2017, chính quyền Việt Nam đã khẳng định Việt Nam tôn trọng quyền của mọi quốc gia tiến hành các cái hoạt động tự do hàng hải và hàng không trong khuôn khổ tuân thủ luật pháp quốc tế. Còn tiến lên một bước nữa, thưa quý vị, đó là tháng 2 năm 2019, chính quyền Hà Nội đã tuyên bố tôn trọng quyền tự do hàng hải khi tàu chiến Hoa Kỳ đi qua quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Rồi tháng 1 năm 2019, Việt Nam đã không phản đối cuộc tập trận hải quân của Hoa Kỳ và Anh Quốc ở Biển Đông, hay các cái hành động FONUS của Hoa Kỳ tại quần đảo Trường Sa vốn là chủ quyền của Việt Nam. Thậm chí năm 2016, trong một cái động thái thẳng thắn khác, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khi đó, ông Nguyễn Chí Vĩnh, khẳng định Việt Nam sẽ ủng hộ Hoa Kỳ và các cái đối tác can thiệp vào khu vực chừng nào các quốc gia mang lại hòa bình, sự ổn định và thịnh vượng cho các nước trong khu vực. Có một cái vấn đề mà giới phân tích còn ghi nhớ, đó là trong một cuộc gặp với người đồng cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mattis của Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2018, ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã cho biết hai bên Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giải quyết các di sản của chiến tranh, xây dựng việc thực thi luật hàng hải,
Việt Nam Hoa Kỳ sẽ xúc tiến việc thúc đẩy hợp tác trong vấn đề quân y, đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan Việt Nam, cũng như để hai nước cùng tìm hiểu các nhu cầu năng lực của mỗi bên trong cái việc hợp tác công nghệ quốc phòng. Thưa quý vị, đó là lý do tại sao mặc dù Trung Cộng là một đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam, Việt Nam có những vấn đề xuất khẩu sang Trung Quốc rất lớn, nhưng Hoa Kỳ vẫn được Hà Nội ưu tiên ở cái vị trí số 2. Bởi vì, theo giới phân tích, ban lãnh đạo Hà Nội xác định rằng chính quyền Hoa Kỳ sẽ có khả năng giúp cho Việt Nam trong cái việc điều chỉnh sự phụ thuộc quá mức vào Trung Cộng. Và điều đó cũng giúp cho cái sự gọi là sự duy trì cân bằng thận trọng giữa các nước lớn trong chính sách đối ngoại. Chính vì vậy, việc Hà Nội quyết định tiếp tục nâng cấp quan hệ hợp tác quốc phòng với Washington được đánh giá là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến chính quyền Bắc Kinh, với mục đích rằng để khuyến cáo cho Bắc Kinh hiểu họ cần phải điều chỉnh các hành vi của họ trong quan hệ với Việt Nam trên hồ sơ Biển Đông trước mắt cũng như tương lai. Thưa quý vị, lâu nay chúng ta tập trung vào các cái vấn đề nội chính mà chúng ta bỏ qua những cái vấn đề liên quan tới hồ sơ Biển Đông, đặc biệt trong cái việc Việt Nam phải làm gì để bảo vệ chủ quyền của mình trên khu vực Biển Đông. Và nhiều quý vị đã biết giới phân tích nói, chỉ cần Trung Quốc quyết định bỏ Việt Nam lúc nào thì người ta sẽ chiếm trọn Biển Đông trong tích tắc. Đó là một cái điều thực sự không thể tránh khỏi. Và đó là lý do tại sao Việt Nam luôn luôn sử dụng Hoa Kỳ như một cái lực lượng đối trọng có khả năng giúp cho Việt Nam không chỉ trong việc phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc mà còn lo lắng trong cái vấn đề Trung Quốc có thể bất ngờ tấn công 28 đảo tiền đồn của Việt Nam ở khu vực Trường Sa trong chớp mắt. Và như chúng tôi đã nói với quý vị nhiều lần, vấn đề Trung Quốc lấy Trường Sa nó dễ như người ta lấy một chiếc khăn từ trong túi ra mà thôi. Vấn đề là Trung Quốc có dám đánh Việt Nam hay không? Bởi vì những cái hành động tấn công để giành chủ quyền của Việt Nam trên các đảo tiền đồn ở quần đảo Trường Sa, nó là một cái khúc đứt lưỡi trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, và khi đó Việt Nam không còn một lựa chọn nào khác, đó là sẽ nghiêng về Hoa Kỳ. Và điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới an ninh chính trị của Trung Quốc. Bởi vì thưa quý vị, nếu quý vị nhìn toàn diện cái vị trí địa chính trị của Trung Quốc hiện nay được bao bọc bằng một cái chuỗi đảo bắt đầu từ Đông Bắc Á chạy dài xuống tới Biển Đông và kết thúc là ở Việt Nam. Và nếu như Việt Nam đứng vào trong cái chuỗi bao vây này thì chắc chắn Trung Quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và đó là lý do tại sao ban lãnh đạo Bắc Kinh có những tham vọng sẽ độc chiếm Biển Đông nhưng người ta không manh động tấn công Việt Nam. Tuy nhiên thưa quý vị, cái quan hệ Việt Nam-Trung Quốc cũng như quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, nó là cái sự toàn tính rất chi tiết, thậm chí là tỉ mỉ của ban lãnh đạo Việt Nam. Và theo chúng tôi, những điều người ta nói, sự bất đồng giữa đảng và chính phủ trong cái quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ hay Việt Nam-Trung Quốc, nó là một cái bài đánh lừa hòng qua mắt dư luận quốc tế, đặc biệt là dư luận Bắc Kinh. Bởi vì theo chúng tôi, Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính là các nhân vật mang danh là thân Trung Quốc thì khó có thể có cái vấn đề ưu tiên trong cái mối phát triển quan hệ với Hoa Kỳ như ý kiến đánh giá của giới bình luận quốc tế. Tuy nhiên nó là một trong các cái nội dung trong chính sách đối ngoại của Việt Nam mang tính đu dây, tức là Việt Nam như một cô gái lẳng lơ óng ẹo với chàng trai này rồi lại liếc mắt đưa tình với chàng trai khác. Và chính quyền Trung Nam Hải cũng như Washington lâu nay đã mắc lừa những bài này của lãnh đạo Việt Nam. Thưa quý vị, tuy nhiên với một cái vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng của Việt Nam, nó là một cái sự hấp dẫn đối với ban lãnh đạo Hoa Kỳ, và người ta thấy không thể bỏ rơi Việt Nam. Nói song phẳng là ở cái giai đoạn hiện nay, chính quyền của ông Joe Biden cần Việt Nam hơn là Việt Nam cần Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu các nhà lãnh đạo Việt Nam có những ý chí, ý thức bảo vệ chủ quyền của đất nước cũng như lãnh thổ của dân tộc,
thì người ta cần phải có những cái quyết định hài hòa hơn, phù hợp hơn và rõ ràng hơn như hiện nay, tránh cái loại đối ngoại mập mờ vè vãn Trung Quốc rồi quay sang lừa lọc Hoa Kỳ. Đó là những cái điều trong chính trị người ta hết sức dè dặt. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi tới phút cuối và đề nghị quý vị tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách giới thiệu chương trình của KTV tới nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều giới ở Việt Nam để mọi người biết đến một cái kênh truyền thông trung thực, luôn luôn đưa các cái tin tức nhanh chóng, chính xác tới quý vị. Và đề nghị quý vị hiểu rằng việc ủng hộ KTV trong việc giới thiệu, bấm like hoặc tuyên truyền các chương trình của chúng tôi là những cái hành động nằm trong một cái việc ủng hộ công cuộc vận động dân chủ trên tinh thần chấn hưng dân trí, nâng cao dân trí xã hội, để giúp cho mọi người Việt Nam hiểu rõ bản chất sự thật cũng như hiểu rõ hơn về hiện tình Việt Nam về mọi mặt, đặc biệt về cái vấn đề chính trị, giúp cho mọi người có những cái kiến thức để có thể quyết định mình cần phải làm gì, góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, người dân Việt Nam có tự do và ở Việt Nam có một cái nhà nước pháp quyền được cai trị bằng luật pháp và công lý được thượng tôn. Thưa quý vị, nếu quý vị có các cái chủ đề quan tâm cần chúng tôi đi sâu phân tích, xin quý vị đừng ngại ngần và hãy gửi các cái ý kiến cho chúng tôi trong phần comment. Kể cả việc quý vị có các cái bài viết thấy rằng cần phải được lan tỏa rộng rãi, xin quý vị hãy chuyển cho chúng tôi trong phần email. Và nếu quý vị có các cái câu hỏi, thắc mắc, những cái vấn đề liên quan tới chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, quý vị có thể liên lạc trực tiếp và đối thoại với chúng tôi trên hệ thống Messenger của trang Facebook Việt Thành KTV và chúng tôi sẽ nhanh chóng hồi đáp các yêu cầu của quý vị. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành cùng toàn thể ban biên tập xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt, bye bye quý vị.